Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, những nhân vật chính mạnh mẽ nhưng lại không thích khoe khoang hẳn là được lòng rất nhiều các fan anime phải không nào? Nhưng dù muốn dù không, thì khi bị đặt vào một vài hoàn cảnh đặc biệt thì họ vẫn phải phô diễn sức mạnh mà bản thân mình có. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến nghe với Top 10 anime có main khiến tất cả phải bất ngờ trước sức mạnh thực sự. Và nếu như bạn đang tìm kiếm những bộ anime mới với chủ đề cụ thể thì hãy ghé thăm Thỏ Ngọc Anime, các danh sách phát được mình tổng hợp theo từng chủ đề để dành riêng cho bạn. Số 10. Kuno Desuga Nanikak, thể loại phiêu lưu hài hước fantasy. Thế giới anh hùng và quỷ vương tiếp tục chống lại nhau. Phép thuật vĩ đại từ anh hùng và ma vương xuyên qua các thế giới và bùng nổ trong lớp học của một trường trung học nhất định. Những học sinh chết trong vụ nổ sẽ được đầu thai ở một thế giới khác. Nhân vật chính, người có điểm số thấp nhất trong lớp, đã được đầu thai thành một con nhện. Tuy nhiên, cô đã thích nghi nhanh chóng với điều kiện hiện tại với ý chí mạnh mẽ. Đây là câu chuyện về nhân vật chính, chỉ là một học sinh trung học bình thường. Nhưng đột nhiên, cô lại được đầu thai thành quái vật nhện trong một thế giới giả tưởng. Không chỉ vậy, cô còn thức tỉnh trong một ngục tối đầy những quái vật hung ác. Chỉ được trang bị kiến thức con người và sự tích cực của mình, cô bé buộc phải sử dụng mạng nhện và bẫy để đánh bại những con quái vật mạnh hơn rất nhiều chỉ để sống sót. Vì vậy, bắt đầu câu chuyện sống sót trong mê cung của một cô gái có sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc, giống như một con thú xếp hạng thấp nhất. Số 9. Charlotte, thể loại drama học đường sử dụng mạnh. Mặc dù bề ngoài, Yu Otosaka dường như chỉ là một thiếu niên thông minh và điểm trai, anh ta sở hữu một bí mật, đó là anh ta có khả năng đi vào tâm trí của người khác và kiểm soát hoàn toàn cơ thể của họ trong vòng 5 giây mỗi lần. Yu đã sử dụng kỹ năng này trong nhiều năm để gian lận và đạt cho mình những điểm số cao nhất, giúp anh ta có thể đậu vào một trường trung học danh tiếng. Khi Nao Tomori bí ẩn phát hiện ra năng lực đặc biệt của Yu, cô ép anh ta và em gái Ayumi chuyển đến học viện Hoshinomi, một ngôi trường dành cho những học sinh sở hữu những khả năng siêu nhiên. Chủ tịch hội học sinh của trường John Nao đứng đầu, được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi và xử lý những thanh niên lạm dụng năng lực của họ. Như bị buộc phải tham gia hội học sinh, và cùng nhau, họ phải đối mặt với những thử thách ghê gớm đưa anh ta đến gần hơn với sự thật gây sốc rằng khả năng mà anh vốn nghĩ không hoàn chỉnh của mình thực sự mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Vì lời hứa của anh với Nao, Yu quyết định sẽ đi đến một chặng đường hết sức khó khăn để không một ai trên thế giới phải chịu đau khổ của năng lực siêu nhiên nữa. Vì tình yêu, liệu cậu ta có làm được điều đó? Số 8. Hitori Nochita, The Outcast, thể loại hành động sẽ sức mạnh siêu nhiên. Cho Saran là một sinh viên đại học bình thường cho đến khi anh ta bị cuốn vào một sự cố khủng khiếp ở một ngôi làng nhỏ khi đến thăm mộ ông nội. Trong khi quàng nghĩa địa để thăm ông nội đã mất, Saran bị thay ma tấn công cho đến khi một cô gái bí ẩn cầm theo dao xuất hiện và dẫn anh ta đến một cuộc đối đầu với thay ma. Sau khi chiến đấu thành công với thay ma và tiếp tục gặp gỡ với cô gái cầm dao có tên là Phu Hoho, cuộc sống của Saran bắt đầu thay đổi khi mà anh ta biết được rằng kỹ thuật võ thuật của ông nội anh ta được biết đến với cái tên Kitaigen, là một kỹ thuật được tìm kiếm bởi nhiều nhóm võ thuật với động cơ bí ẩn. Câu chuyện kể về nỗ lực của Saran để tìm hiểu lịch sử thực sự của ông nội và mối liên hệ được cho là của ông nội với Phu Hoho. Số 7. Zetsu no Tempest, thể loại hành động huyền bí tâm lý drama phép thuật fantasy shonen. Yoshino Takigawa, một thiếu niên bình thường đang bí mật hẹn hò với em gái của bạn thân Mahiro tên là Aika. Nhưng rồi cô ấy chết một cách bí ẩn, Mahiro biến mất, thế sẽ tìm người phải chịu trách nhiệm và khiến họ phải trả giá vì đã giết em gái yêu dấu của mình. Yohiro tiếp tục cuộc sống của mình và không gặp lại Mahiro trong một tháng, cho đến khi anh ta đối mặt với một cô gái lạ. Yoshino biết rằng Mahiro đã xin sự giúp đỡ của một phù thủy có tên là Hakaze Kusharibe để tìm ra kẻ đã giết Aika và về sự tồn tại của một thực thể được gọi là Tree of Exodus. Hakaze, người đã bị bỏ trên một hòn đảo sa mạc bởi chính tay sai của cô. Và giờ tới lượt Yoshino và Mahiro giúp cô cứu thế giới, đồng thời tiến gần hơn với những sự thật đằng sau cái chết của Aika.
Số 6. Kemono Jihen, thể loại hành động huyền bí ác quỷ siêu nhiên shonen. Kohachi Inigami, một thám tử chuyên về những điều huyền bí, đến một ngôi làng hẻo lánh ở một vùng nông thôn Nhật Bản. Được một bà chủ trọ địa phương giao cho nhiệm vụ điều tra một chuỗi các vụ liên quan đến xác chết gia súc thối rữa và bị cắt xén xuất hiện, mà dường như không có lý do. Trong khi khảo sát, Inugami để ý thấy một cậu bé kỳ lạ đang làm việc trên cánh đồng, bị các bạn cùng trang lứa xa lánh và gọi cậu là Dorotabo vì mùi hôi thối của mình. Người nông dân trẻ tuổi này rất ngạc nhiên khi mà có người quan tâm đến mình. Inugami bị kích thích bởi sự tò mò, đã nhờ Dorotabo giúp anh ta điều tra, bất chấp những cái nhìn khinh bỉ từ dân làng. Dorotabo không hề hay biết cuộc điều tra này sẽ hé lộ một thế giới mới lạ lùng đối với anh. Một trong những thực thể giống quái thú được biết đến với cái tên Kemono tồn tại song song với con người, cùng với mục đích mới vào cuộc sống trống rỗng trước đây của anh. Số 5. Absolute Duo, thể loại hành động harem siêu nhiên lãng mạn ecchi học đường. Mỗi cá nhân có thể chế tạo vũ khí từ chính linh hồn của họ, vũ khí đó được gọi là Blazers, và gia nhập học viện Koryu Academy để khai thác khả năng của họ. Mỗi người được yêu cầu hợp tác với người khác để tạo thành cặp, với hy vọng một ngày nào đó, cặp đôi có thể đạt đến sức mạnh của Absolute Duo. Toru Kokonoe hy vọng sẽ tham gia học viện này để có được sức mạnh sau khi em gái và bạn bè của anh bị giết bởi một người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên, tại lễ khai giảng, anh ta buộc phải đấu tay đôi với người ngồi bên cạnh, với kẻ thua cuộc bị trục xuất khỏi trường. Khi Toru chuẩn bị đưa ra vũ khí cho trận đấu của mình, thì đáng làm thay, số phận của cậu còn nhọ nhem hơn cả đến 30, thành ra không nhận được gươm đao, giáo mác hay vũ khí nào đó giống bao người, mà thay vào đó là một chiếc khiên. Sự bất ngờ này đã thu hút sự chú ý của một học viên nước ngoài có tên là Julie Sikchina, và bánh răng số phận giữa họ bắt đầu xoay vòng. Số 4. Kamitachi ni Hirowareta Otoko, thể loại phiêu lưu đời thường fantasy. Khi Takebayashi Ryoma, 39 tuổi chết vì mất máu sau khi hắt hơi và đập đầu xuống đất. Tương hại cho anh ta, ba vị thần đã cho anh một cơ hội tái sinh trong một thế giới phép thuật, nơi mà anh ta chỉ có một nhiệm vụ, là chính mình và tận hưởng cuộc sống. Họ ban cho Ryoma khả năng thể chất mạnh mẽ, cũng như là mối quan hệ để làm chủ tất cả các yếu tố và hứa sẽ trông chừng giúp đỡ anh ta. Cuộc sống mới của anh khi là một đứa trẻ chính thức bắt đầu khi anh bị dịch chuyển vào rừng. 3 năm trôi qua, dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về slam, Ryoma đã xoay sở để phát triển các loại slam độc đáo, huấn luyện một đội quân của chúng trong khi phát triển khả năng ma thuật của mình. Mặc dù cậu bé hạnh phúc với ngôi nhà ở hang động thoải mái, nhưng cậu phần nào nhớ đến quá khứ kiếp trước khi mà ở cạnh con người. Nhưng sau khi chữa lành cho một người bị thương của một nhóm du khách đi ngang qua từ nhà gia đình của một công tước, Ryoma được thuyết phục để đi cùng họ và thoát khỏi khu rừng. Cả một thế giới mới đang chờ đợi cậu, nơi mà những kỹ năng của Ryoma như một người sử dụng phép thuật và người thuần phục slam tiếp tục khơi gợi sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Số 3. Tokyo Ravens, thể loại hài hước siêu nhiên phép thuật lãng mạn học đường. Ma thuật Onmyodo đã từng là một kỹ thuật mạnh mẽ được người Nhật sử dụng trong Thế chiến thứ 2 để họ có thể chiếm thế thượng phong và thiết lập quốc gia của họ như một lực lượng đáng gờm. Nhưng Nhật Bản đã nhanh chóng bị đánh bại sau khi Onmyoji Yako Tsuchimikado được người đời tôn kính đã gây ra Great Spiritual Disaster, một sự kiện gây ra tai họa cho đến tận ngày hôm nay. Do hậu quả của sự cố này, Onmyo Agency được thiết lập để trừ tà cho những thảm họa và chống lại những con quỷ sẽ tiến vào thế giới của loài người. Giờ đây, Onmyodo đã trở nên hiện đại, đơn giản hóa và tinh tế hơn rất nhiều để sử dụng trong rất nhiều ứng dụng như y học và công nghệ. Tuy nhiên, không phải là ai cũng có thể sử dụng được phép thuật. Như trường hợp của Harutora, một thành viên của gia đình thuộc nhánh của Tsuchimikado, bất chấp một lời hứa cũ để bảo vệ Natsume, người thừa kế của gia đình chính của Tsuchimikado, và được cho là tái sinh của Yako. Harutora không có tài năng và chọn sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng khi một thành viên của On Miyu Agency cố gắng tạo lại thí nghiệm tương tự dẫn đến sụp đổ của Nhật Bản, Harutora quyết định chiến đấu bên cạnh Natsume. Số 2. 100 Men No Inochi no Ue ni Ore wa Tate iru. Thể loại hành động drama fantasy game shonen. Yoshiya Yusuke cùng các bạn cùng lớp Shindo Yu và Hakosaki Kusue đã được chuyển đến một thế giới vô danh kỳ lạ có các sinh vật thần thoại. Ngay khi họ đến nơi, họ gặp ai đó tự xưng là Game Master, người sau đó cấp cho họ một nhiệm vụ giới hạn thời gian. Để hỗ trợ họ trong nhiệm vụ này, anh ta cũng ban cho Shindo và Hakosaki vai trò của một pháp sư và chiến binh, trong khi Yoshiya được giao ngẫu nhiên vai trò của nông dân. Đây là cách mà một cuộc sống phiêu lưu bận rộn bắt đầu cho ba sinh viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ ngẫu nhiên cho một số giai đoạn của thế giới giả tưởng nếu họ muốn sống sót và bảo vệ thế giới thực khỏi lũ quỷ và quái vật mà họ gặp phải. Số 1. Tateno Yushano Nariagari, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy. Từ anh hùng Hồng Y là một nhóm những người đàn ông bình thường từ Nhật Bản hiện đại được triệu tập đến vương quốc Meromax để trở thành vị cứu tinh của nó. Meromax là một quốc gia bị tàn phá bởi làn sóng thảm họa, đã nhiều lần tàn phá vùng đất và mang lại thảm họa cho người dân của mình trong nhiều thế kỷ. Bốn anh hùng lần lượt được ban cho một thanh kiếm, giáo, cung và khiên để tiêu diệt những con quái vật từ làn sóng này. Nafumi Iwatani, một otaku bị nguyền rủa với số phận là anh hùng khiên, chỉ được trang bị một tấm khiên. Nafumi bị các anh hùng và người dân của vương quốc coi thường và chế giễu vì khả năng tấn công yếu ớt và tính cách mờ nhạt. Khi các anh hùng được cung cấp tài nguyên và đồng đội để huấn luyện, Nafumi bắt đầu với người duy nhất sẵn sàng huấn luyện bên cạnh anh ta, Matti Meromax. Tuy nhiên, anh sớm bị cô phản bội và trở thành kẻ bị buộc tội hãm hiếp cô. Nafumi sau đó bị trở nên phân biệt đối xử nặng nề và bị người dân Meromax ghét vì những điều mà anh ta đã không làm. Với một cơn bão dữ dội của sự tổn thương và sự ngờ vực trong lòng, Nafumi bắt đầu hành trình củng cố bản thân và danh tiếng của mình. Tuy nhiên do khả năng tấn công yếu ớt, vì vậy Nafumi đã mua một nô lệ người Tanuki trên bờ vực của cái chết có tên là Raptalia để đi cùng anh ta, hỗ trợ anh trong các chuyến đi của mình. Phần tiếp theo của bộ anime này được ấn định vào năm 2021 nhưng chưa có thời gian chính xác. Hãy đăng ký Thảo Ngọc Anime để cập nhật thông tin mới nhất của bộ anime cực kỳ đáng xem này nhé! Trên đây là top 10 anime có main khiến tất cả phải bất ngờ trước sức mạnh thực sự mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng đã hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Cuối cùng thì chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!